Chào các anh em của BN Gaming. Hôm nay thì mình có một vài thông tin mới về Liên minh Huyền thoại Tốc chiến muốn cập nhật đến cho anh em. Thì sau Trung Quốc, Brazil và Nam Mỹ chính là khu vực tiếp theo mà Riot chọn lựa để phát hành phiên bản thử nghiệm của Tốc chiến Mobile. Đây có thể coi là một thông tin bất ngờ khi mà nhiều khu vực khác có cộng đồng Liên minh Huyền thoại mạnh như là Hàn, Bắc Mỹ hay thậm chí là cả Đông Nam Á lại không được chọn. Streamer lớn nhất tại khu vực này là Akumoto, chuyên làm content về Arena of Valor, bản quốc tế của Liên quân Mobile, đã có cơ hội thử qua Tốc chiến và nêu ra những ý kiến của mình dưới đây. Với tư cách là một người chơi MOBA Mobile, có nghĩa là những game về MOBA. Gameplay cực kỳ hoàn hảo và vượt mọi mong đợi của anh ấy. Một trận đấu trong Tốc chiến kéo dài chừng 20 đến 25 phút. Trong khi đó, các trận Liên quân Mobile trong tầm khoảng 12 đến 15 phút. Đây là một điểm cộng. Tốc chiến sẽ có tốc độ chậm hơn Liên quân Mobile hay Mobile Legends. Akumoto cho rằng tốc độ này là hợp lý khi nó không nhanh như Liên quân và cũng không chậm như Liên minh Huyền thoại PC. Chỉ mua trang bị ở nhà được. Akumoto cho rằng đây là một tính năng thú vị, đòi hỏi người chơi phải có tính toán chiến thuật, như biết khi nào nên dọn lính ở đường rồi về. Bản beta chưa có trang bị đi rừng. Dù cho bạn chọn phép bổ trợ để đi rừng, nhưng chắc chắn chúng sẽ được cập nhật trong tương lai. Zenith và Nasus sẽ y hệt bản PC. Cơ chế điều khiển mượt mà và trực quan hơn Liên quân Mobile. Akumoto chơi trên một chiếc iPhone 8 Plus và thiết lập đồ họa rất tuyệt vời vì FPS luôn giữ ở mức ổn định 60. Về cơ chế cắm mắt, vị trí cắm mắt thì đã được định trước trên bản đồ và người chơi chỉ có thể cắm mắt nếu chiếm được và đứng đủ lâu ở vị trí đó để kích hoạt cắm mắt. Mỗi người chơi chỉ có thể kích hoạt 2 mắt tối đa cùng lúc trên bản đồ. Sương mù được thiết kế rất hoàn hảo, thậm chí còn hơn cơ chế của Liên quân Mobile. Akumoto được Riot cho biết rằng bản beta sẽ đến đầu tiên với Trung Quốc và rồi một số quốc gia khác. Riot đã theo dõi Mobile Legends và Liên quân Mobile một thời gian dài và họ cho rằng sẽ không lặp lại sai lầm các tựa game này mắc phải. Game sẽ hoàn toàn không pay to win và Akumoto cũng cho biết rằng skin trong Tốc chiến có vẻ khá rẻ hơn so với các loại trong Liên quân Mobile. Tuy vậy, điều này chỉ thể hiện ở bản Brazil, chưa rõ các khu vực khác có tương tự thế không. Akumoto kết luận rằng giờ đây anh rất trông chờ Liên minh Huyền thoại Tốc chiến và những trải nghiệm mà anh đã được thử đến giờ đã vượt xa kỳ trọng trước đây của anh với tựa game này so với những Liên quân Mobile hay Mobile Legends. Video của mình tới đây là kết thúc. Nếu thấy hay và bổ ích, nhớ like và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất về Liên minh Huyền thoại Tốc chiến. Cảm ơn anh em. Hẹn anh em ở video tiếp theo.